Alo, xin chào anh chị em và các bạn đã trở lại kênh Nguyễn Quỳnh Đất Vlog. Mình đang đứng ở khu vực bãi trước. Hôm nay mời các bạn đến tham quan một nơi mà tôi nghĩ rằng tất cả những hành khách, du khách thập phương mỗi khi đi du lịch ở Vũng Tàu đều ghé tham quan. Mời các bạn xem ở đâu nhé. Nào, bắt đầu đi. Nơi tôi đứng, các bạn đi theo đường Trương Công Định khoảng 100m thì gặp một cái ngã ba rẽ phải vào, đó là đường Phan Bội Châu, là đến chợ hải sản Xóm Lưới Vũng Tàu. Chợ Xóm Lưới là một cái khu mua bán tự phát của người dân sau khi đánh bắt hải sản trở về. Vì nơi này gần biển, gần cái bãi đậu ghe thuyền nên là chợ tự phát, dần dần cũng trở nên quen thuộc nên người ta gọi là chợ Xóm Lưới. Xóm Lưới là cái tên khu phố Xóm Lưới ngày xưa. Trên đường Phan Bội Châu thì các bạn cũng thấy là ít có hải sản. Chợ chính nó nằm trên một cái trục đường nhỏ mang tên là Nguyễn Công Trứ. Ngoài ra trên đường Phan Bội Châu cũng thỉnh thoảng cũng có bán hải sản, nhưng mà tập trung đông nhất là cái đường nhỏ Nguyễn Công Trứ. Trước mặt các bạn là đường Nguyễn Công Trứ, chợ Xóm Lưới. Có nhiều ngõ để đến nơi này, các bạn cũng có thể đến công viên Trần Hưng Đạo, tức là đường ở đường Hoàng Hoa Thám. Đối diện là đường Nguyễn Công Trứ, cũng vào được chợ Xóm Lưới. Chợ này hoạt động từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, nên bất cứ thời điểm nào bạn cũng vẫn đến mua được. Nhưng để có hải sản tươi ngon, có lẽ các bạn nên chọn thời gian trong khung giờ từ 16 giờ cho đến 18 giờ thì sẽ có những món hải sản vừa ngon vừa ưng ý để các bạn. Cũng có thể thời gian trước khi quyết định mua. Hải sản ở đây tươi ngon, được đánh bắt trong ngày, bày bán từ các loại cá đặc sản ở đây như cá thu, rồi cá chim, cá đối, cá bạc hóa, cá đục, cá ngừ, vân vân. Ngoài ra còn có tôm, cua đều tươi ngon, giá cả phải chăng. Ở đây cũng có các loại khô một nắng hay những quán ốc được chế biến thơm ngon. Ốc tươi cũng có luôn nha các bạn, như ốc hương vân vân. Nghe kể đến đây chắc là ai cũng thèm ha các bạn. Chần chờ gì nữa, xách xe lên làm một chuyến du lịch, vừa tắm biển, vừa thưởng thức hải sản tươi ngon, hay mua về làm quà cho người thân thì tuyệt vời luôn.
xem, góp ý và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé theo đường like ở phần mô tả. Thân mến chúc các bạn vui khỏe, hẹn dịp video sau. Bye bye, bye bye.